Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Ổ Thuật. Và có bao giờ các bạn đang chơi game thì các bạn bị thoát game không? Cảm giác cày nhỉ các bạn nhỉ, thề. Đặc biệt là anh em nào mà chơi liên quân, phải nói là lúc mà đang combat tự nhiên trời nó ao một cái, đúng là đang vui mà đứt dây đàn, nó tụt cảm xúc luôn. Thề không một cái từ nào để mô tả được, đặc biệt là bị AFK, sau đó là đồng đội báo cáo xấu hay là chết trong combat. Tuy nhiên thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể là chống bị thoát game khi mà đang chơi như vậy nhá. Ok, bắt đầu nào. Không biết là có nhiều anh em nghiên cứu về cái vấn đề này không? Thế nhưng mà có thể các bạn khi xem xong sẽ có những bạn ném đá mình thế này thế kia. Nhưng các bạn bình tĩnh nhá. Chúng ta hãy phân tích kỹ từng thứ một, sau đó là hãy ném đá mình. Ném đá cho có văn minh. Nên mình sẽ rep comment những bạn nào mà văn minh nói chuyện với mình kiểu bình tĩnh và lịch sự. Để mình thoát về màn hình ngoài á. Đầu tiên phải hiểu vì sao ứng dụng đó bị thoát khẩn cấp. Bị thoát khẩn cấp là trong trường hợp máy bạn không còn đủ bộ nhớ RAM để cấp phát cho ứng dụng khác nữa. Ví dụ nhá, bạn có Messenger này, bạn có Zalo này và bạn có Liên Quân đang chạy cùng lúc. Thì phần mềm sẽ ưu tiên cho Liên Quân của bạn chạy. Nhưng đột nhiên phần mềm Zalo và Messenger cũng đòi bộ nhớ RAM. Lúc này máy bạn sẽ phải cấp phát cho nó. Nhưng mà cái việc cấp phát đó lại làm tràn lượng RAM máy bạn có. Bạn có 3GB mà nó đòi cấp phát vượt quá 3GB, tức là tổng RAM lên tận 4GB chẳng hạn. Thì lập tức máy bạn sẽ phải out một cái ứng dụng mà nó cho là không cần thiết nhất ra để kích hoạt Zalo và Messenger lên. Thì ngẫu nhiên, thì tất nhiên lúc này có 3 ứng dụng đang chạy là Liên Quân, Zalo, Messenger thì Liên Quân sẽ thứ bị out rồi. Mặc dù bạn đang chơi Liên Quân nhưng máy vẫn không ưu tiên bằng Zalo và Messenger. Các bạn biết rồi đấy. Như vậy cách đầu tiên để chúng ta có thể xử lý tình trạng này đó chính là xóa sừ nó Messenger với Zalo đi. Xóa luôn, không cần dùng nữa. Chứ dùng làm gì cho nó out game của mình ra. Đấy là điều đúng đấy, không phải mình đùa đâu. Thay vì việc bây giờ bạn dùng phiên bản Zalo và Messenger nặng và tốn bộ nhớ như vậy, các bạn hãy chuyển cho mình sang một cái phiên bản Facebook Messenger nhẹ nhàng hơn. Zalo thì không chuyển được, bắt buộc các bạn phải dùng thôi. Nhưng mà Facebook và Facebook Live. Nhưng mà Facebook và Messenger Live thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Các bạn có thể dùng những cái phiên bản đó để giảm tải đi những cái gì ở máy bạn đang phải gánh. Đây là Facebook Live, phiên bản rất là nhẹ nhàng. Hoặc các bạn có thể dùng sang Messenger Live. Cũng khá là nhẹ nhàng và vẫn hỗ trợ cho các bạn đầy đủ các tính năng, kể cả là gọi video hay là gọi bình thường. Mình thấy rằng Messenger Live bây giờ khá là đầy đủ rồi, mà dùng nó cũng nhẹ nhàng hơn nữa. Đấy các bạn thấy không, những cái ứng dụng mạng xã hội này rất là tốn kém. Hoặc có một cái cách rất là hay, đó chính là các bạn dùng ứng dụng có tên là Maki. Cái Maki này sẽ giúp cho các bạn có luôn cả Facebook, có luôn cả Messenger, tất tật nằm ở trong này. Gọn gàng, không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến việc là chúng ta dùng gì, chúng sẽ làm gì. Và chưa kể có cái nền đen này, đẹp không các bạn? Mình có một video làm về cái ứng dụng này rồi đấy. Tiếp theo là các bạn hãy tìm xem ngoài Facebook, ngoài Zalo, ngoài Messenger rồi tí tỉ ứng dụng của bạn ấy, cái tí tỉ đó có cái nào đang chạy RAM không? Ví dụ như là Line này hay là Telegram này, nói chung là nhiều cái ứng dụng chat ấy, bạn nên xóa bớt đi và tối ưu chỉ dùng một số những cái bạn thật sự cần thiết thôi. Những phương án trên vẫn chưa giải quyết được thì các bạn hãy tục tìm kiếm trong máy bạn xem còn ứng dụng nào thừa và lâu rồi bạn chả dùng thì bạn cũng xóa nó đi. Đôi khi nó đòi RAM, đôi khi nó cũng là nguyên nhân khiến máy bạn bị out game. Và có lẽ cuối cùng là một phương án bổ trợ, nhưng là bổ trợ thôi. Nó cũng không giúp ích được quá nhiều, nhưng các bạn phải dùng những cái ứng dụng game booster ở trên cửa hàng Play. Mình sẽ tham khảo và để các bạn link của một số ứng dụng mà mình thấy rằng là nên sử dụng nhé. Tại sao mình nói dùng những cái ứng dụng này? Những ứng dụng này sẽ tạm thời cung cấp cho game của bạn một cái khoang nhớ ảo trong RAM để nó có thể chơi thoải mái. Thực ra RAM là bộ nhớ ảo rồi, nên là câu nói vừa rồi của mình đừng có phân vân quá. Tại sao mình lại nói là dùng game booster? Bởi vì những ứng dụng này giúp cho RAM của bạn có một khoảng trống đủ để game chạy. Nói chung là tối ưu cho game, khiến cho game không phải vừa chạy vừa bị out ra. Và có lẽ một cái điều mình cảm thấy hơi thiếu sót với những cái máy nào mà không có tính năng gọi là game tune đi theo, đó chính là đang vừa chơi game lại vừa bị thông báo FPS đang là 30 đúng không? Thông báo tinh một cái FPS nó tụt cái xuống 12. Chắc chắn là có những bạn đã trải nghiệm tính năng đó rồi. Và đặc biệt thông báo từ Messenger. Thì trên đây là những cái chia sẻ, những cách của mình để giúp các bạn có thể là không bị out game trong quá trình chơi. Các bạn thấy sao về cái điều này? Liệu các bạn có thấy nó hữu ích hay không? Hãy để ý kiến bạn trong bình luận nhé. Hoặc bạn có thêm cách nào hay ho hơn thì cũng comment dưới đó luôn. Còn bây giờ xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Đừng quên like và sub cho mình nha.